Xin chào các bạn, Bạch Ngọc Sách mời các bạn nghe tiếp bộ truyện Phàm Nhân Tiên Giới Thiên của tác giả Vong Ngữ. Hôm nay chúng ta cùng nhau nghe tiếp chương 1245 Nhị Kim Tranh Đấu. Chương này được dịch bởi Độc Hành qua giọng đọc của Lan Chi. Hàn Lập suy nghĩ một chút, hai ngón tay đặt lên lỗ hổng vách tường nhẹ nhàng sờ mó, sau đó đặt ở chỗ mi tâm tìm kiếm, con mắt lập tức sáng lên. Lỗ hổng nơi này lưu lại ký tức rất quen thuộc, chính là Kim Đồng. Kim Đồng thoát khỏi quỷ cốc, sau đó quả nhiên chạy tới nơi này, chỉ là không biết nàng tới đây để làm gì. Đương nhiên, trong động quật cũng có ký tức của Khúc Lân kia, hiển nhiên là cũng đã đuổi tới. Mắt Hàn Lập sáng lên, trong miệng lẩm bẩm, cả người hóa thành một đạo u ảnh, bay vào trong động quật, phảng phất như một con rắn, từ trong đó xuyên qua rất nhanh tới phía sau vách tường. Sau vách tường là một tòa đại điện hình tứ phương, rộng chừng mấy trăm trượng, toàn thân đều có màu vàng kim. Thình lình đều dùng thiên tuyệt kim nham tạo thành, mặt đất phía dưới cũng thế, trong hư không tràn ngập ba động kim chi pháp tắc cực kỳ mãnh liệt. Trong đại điện vẫn như cũ một mảnh trống trải, nhưng có thể vì toàn bộ đại điện đều dùng thiên tuyệt kim nham kiến tạo thành, nơi này cho người ta một loại cảm giác tráng lệ dị thường. Nguyên cả tòa cung điện đều dùng thiên tuyệt kim nham đúc thành, thật sự là đại thủ bút. Hàn Lập nhịn không được tán thưởng. Hàn đạo hữu, ta nhớ ra rồi, ở trong Cửu Nguyên Quang có một chỗ gọi là Cửu Nguyên Cung, là thánh điện trong truyền thuyết, chính là nơi căn cơ của Cửu Nguyên Quang. Nghe nói là chính Cửu Nguyên đạo tổ lấy một khối tài liệu kim thuộc tính pháp tắc to lớn vô cùng luyện chế thành, nơi đây rất có thể chính là nơi đó. Thanh âm lam nhang vang lên trong đầu Hàn Lập. Cửu Nguyên Cung, vậy nơi này dùng để làm gì? Hàn Lập nghe vậy trong lòng giật mình hỏi. Việc này ta cũng không rõ, chỉ biết nơi này là một chỗ thánh địa của Cửu Nguyên Quang, có thể là nơi bế quan tu luyện, dù sao nơi đây lực lượng kim thuộc tính pháp tắc cực kỳ nồng đậm. Mà trong Cửu Nguyên Quang, người tu luyện kim thuộc tính pháp tắc rất nhiều, bất kể thế nào, Hàn đạo hữu người ở chỗ này hành động, phải ngàn vạn lần cẩn thận. Thanh âm của Lam Nhang lần nữa vang lên trong đầu Hàn Lập. Hàn Lập chậm rãi gật đầu, vận chuyển Cửu U Ma Đồng, tiếp tục dò xét vết tích linh lực Khúc Lân. Lực lượng kim thuộc tính pháp tắc nơi đây quá mức nồng đậm, có tác dụng quấy nhiễu Hàn Lập rất lớn. Bất quá, hắn tăng uy năng của Cửu U Ma Đồng lên tới cực hạn, rốt cục vẫn phát hiện vết tích linh lực của Khúc Lân đi vào chỗ sâu nhất đại điện. Nơi này có một thiên môn, Hàn Lập kéo cửa phòng ra, bên ngoài là một hoa viên. Mặt đất hoa viên này thình lình cũng là thiên tuyệt kim nham, chỉ là trong những bồn hoa kia lại là các loại linh thổ, bên trong trồng các loại kỳ hoa linh thảo, đại đa số đều là linh thảo kim thuộc tính. Hàn Lập không để ý đến những linh thảo trong hoa viên, đi dọc theo vết tích linh lực lưu lại trong hư không, tiếp tục truy tung. Diện tích của Cửu Nguyên Quang này trông tương đối lớn, tầm mắt cũng không thấy hết, mà nơi đây không thể lan tràn thưởng thức ra quá xa, dò xét rất là không tiện. Hắn liên tục xuyên qua hai hoa viên, 4-5 tòa cung điện, vẫn như cũ không có dấu hiệu điểm cuối, cuối cùng vẫn chưa tìm ra được nơi hạ lạc của Kim Đồng. Lông mày Hàn Lập không khỏi hơi nhíu lên, nơi này cũng không phải là nơi an toàn. Kim Đồng và Khúc Lân rốt cục đã chạy đi nơi nào, tiếp tục ở chỗ này đi loạn rất dễ gặp phải nguy hiểm. Lại đi qua một tòa cung điện, rốt cục con mắt của Hàn Lập sáng lên, nhanh chóng vọt tới phía trước, bởi vì nơi đó truyền đến ba động hai cổ khí tức kịch liệt va chạm, còn có tiếng vang ù ù, hiển nhiên là có người đang kịch đấu. Hai cổ khí tức này chính là Kim Đồng và Khúc Lân. Hàn Lập bay qua một chỗ hành lang gấp khúc, cảnh sát phía trước sáng tỏ thông suốt, một quảng trường diện tích to lớn xuất hiện ở phía trước, chừng 40-50 mẫu. Chung quanh quảng trường đứng vững từng cây cột đá màu vàng to lớn, phía trên khắc họa trận văn cấm chế, tựa hồ là một tòa pháp trận, bất quá vẫn chưa thôi động. Giữa không trung trên quảng trường, hai giáp trùng khổng lồ tản mát ra vạn đạo kim quang nhanh chóng đang vào một chỗ, hình thành hai đạo huyễn ảnh màu vàng bay múa, chém giết lẫn nhau, chính là Kim Đồng và Khúc Lân. Từng đạo kim quang từ cả hai trong vòng chiến thỉnh thoảng bắn ra, rơi trên mặt đất, phát ra những tiếng vang rền như sấm. Mặt đất quảng trường cũng là thiên tuyệt kim nham, bất quá công kích của cả hai người Kim Đồng thật sự lợi hại, trên mặt đất bị đánh ra từng cái hố to, những cây cột màu vàng chung quanh quảng trường cũng bị đánh gãy mấy cây. Kim Đồng và Khúc Lân kịch đấu chém giết, trên thân tỏa ra hào quang màu vàng thình lình như hai cái miệng lớn, ôn phệ cắn xé lẫn nhau. Nhiều năm không gặp, Kim Đồng biến thành phệ kim trùng, hình thái càng thêm uy vũ dữ tợn, tản ra khí tức cũng đạt tới Đại La sơ kỳ, ẩn ẩn tiếp cận Đại La sơ kỳ đỉnh phong. Bất quá giờ khắc này, khí tức trên thân Khúc Lân lại to lớn hơn, triệt để đạt tới Đại La sơ kỳ đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa là có thể tiến gia cảnh giới trung kỳ, vững vàng ngăn chặn Kim Đồng. Ha ha, chỉ cần thôn phệ ngươi, ta có thể hoàn toàn đạt tới Đại La trung kỳ, thậm chí đột phá đến Đại La hậu kỳ. Ngoan ngoãn trở thành một phần của thân thể ta đi, ngươi và ta vốn dĩ là một thể. Khúc Lân cười ha ha. Mơ tưởng. Kim Đồng cắn chặt răng, đau khổ chèo chống. Khúc Lân cười hắc hắc một tiếng, trên thân lần nữa đại thịnh kim quang, sau đó bỗng nhiên ngưng tụ, hình thành một linh vật màu vàng lớn, 20-30 mẫu, như có thực chất bao lại gần nửa quảng trường. Từng chui đao, kim kiếm to lớn xuất hiện ở trong linh vật, hình thành một mảnh thế giới đao thương kiếm lâm. Kim Đồng lập tức bị trùm trong linh vật, từng chui cự đao cự kiếm màu vàng hình thành một lồng giam bằng đao kiếm, bao thân thể Kim Đồng lại. Đao kiếm chém lên người Kim Đồng bắn ra từng đạo hỏa tinh màu vàng. Nhưng thân thể Phệ Kim Tiên cứng rắn không gì sánh được, trên thân Kim Đồng chỉ bị chém ra từng đạo bạch ngấn, cũng không thụ thương. Bất quá thân hình nàng đang phi độ bỗng ngừng lại một lát, bị vây ở trong lồng giam bằng đao kiếm kia. Trong mắt Kim Đồng lóe lên lệ men, trên thân lập tức đại thịnh kim quang, hình thành một linh vực màu vàng. Vô số hư ảnh giáp trùng màu vàng xuất hiện trong linh vực, không khác với Phệ Kim Tiên, chỉ là cái miệng cực lớn, chiếm hơn nửa cái đầu, bên trong hiện đầy răng nhỏ bé nhìn sắc bén dị thường. Những trùng ảnh màu vàng này vừa xuất hiện, lập tức xông tới phía những đao kiếm màu vàng kia, nhanh chóng cắn xé, nhất là quanh người Kim Đồng càng là trùng ảnh dày đặc. Trong âm thanh giòn vang canh két, lòng giam bằng đao kiếm bên quanh người Kim Đồng nhanh chóng bị cắn nát, trong nháy mắt bị thôn phệ gần nữa, mắt liền thấy sắp thoát khốn ra. Nhưng ngay lúc này đỉnh đầu Kim Đồng lóe lên kim ảnh, thân ảnh Khúc Lân trống rỗng xuất hiện, hai cái chân trước lăn không vung lên phía trước. Trong linh vật của Khúc Lân, đao kiếm màu vàng lập tức nhanh chóng hội tụ lại một chỗ, lóe lên ngưng tụ thành hai thanh cự kiếm màu vàng lớn trăm trượng. Cự kiếm có dạng ba mặt, nhìn phảng phất một thứ hình thoi, lộ ra một cổ sát khí làm cho người hồn phi phách tán, phảng phất có thể hút đi hết thảy khí tức sinh mệnh, diệt sát hết thảy. Chém! Khúc Lân hét lên một tiếng, hai thanh cự kiếm hình thoi bắn ra nhanh như điện chém về phía Kim Đồng. Trong mắt Kim Đồng lóe lên một tia sợ hãi, trong miệng phát ra một tiếng rít. Từng trùng ảnh màu vàng quanh người nàng bay lên như điện, nhào về phía hai thanh cự kiếm màu vàng. Nhưng cũng chưa đụng phải đã bị ba cạnh cự kiếm tản ra kiếm khí đáng sợ mẫn diệt, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, không hề có tác dụng. Hai thanh cự kiếm màu vàng mơ hồ một cái, trống rỗng xuất hiện trên đỉnh đầu Kim Đồng cách 3 thước, giao nhau chém xuống. Trong mắt Kim Đồng lóe lên vẻ quyết tuyệt, bên ngoài thân chớp động kim quang, tựa hồ đang muốn thi triển thần thông gì đó. Nhưng ngay giờ phút này, một đạo sóng ánh sáng màu vàng vô cùng nhanh chóng khuếch tán tới, bao phủ cả Kim Đồng và Khúc Lân vào trong đó. Thình lình lại là một linh vật màu vàng, chỉ là trong linh vật này tràn ngập một cổ thời gian pháp tắc chi lực cường đại. Hai thanh cự kiếm ba cạnh bị thời gian linh vật bao lại, tốc độ trảm xuống lập tức chậm lại gấp 10 lần. Sau đó hư không phụ cận truyền ra một trận âm thanh ầm ầm vù vù. Một đại thủ vàng ống như ngọn núi nhỏ trống rỗng xuất hiện, phía trên chớp động vô số phù văn màu vàng, một tay chụp lấy hai thanh cự kiếm ba cạnh. Cái gì? Khúc Lân biến sắc, hai tay bấm niệm pháp quyết, nhưng động tác của gã cũng chậm lại gấp 10 lần, căn bản theo không kịp. 5 ngón tay đại thủ vàng ống đột nhiên dùng sức nắm một cái, một cổ linh áp cực kỳ cường đại phía trên bộc phát ra, còn vượt trên cả Khúc Lân và Kim Đồng. Ầm một tiếng, hai thanh cự kiếm ba cạnh ngạnh sinh bị bóp nát ra, sau đó hư không trên đỉnh đầu Kim Đồng hoa lên một cái, thân ảnh Hàn Lập nổi lên. Đại thúc! Kim Đồng nhìn thấy Hàn Lập, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Là ngươi, làm sao ngươi có thể trốn thoát khỏi tay Quỷ Linh Tử? Khúc Lân thấy Hàn Lập, trên mặt lộ ra thần sắc khó tin. Hừ! Hàn Lập nghe Khúc Lân nhắc đến Quỷ Linh Tử trước đó bị gã hãm hại, lửa giận lại bốc lên, thân ảnh nhoáng một cái biến mất tại chỗ. Khúc Lân biến sắc oán hận nhìn Kim Đồng một cái, thân thể khổng lồ bỗng nhiên thu nhỏ lại, hóa thành một đạo huyễn ảnh màu vàng bay về nơi xa, vậy mà chạy trốn. Kim Đồng và Hàn Lập thoạt nhìn là cùng một bọn. Một Kim Đồng đã rất khó giải quyết rồi, hiện tại lại còn thêm một tên Hàn Lập, gã cũng không phải là đối thủ. Bất quá Khúc Lân không bay được bao xa, phía trước bóng người hoa lên một cái, thân ảnh Hàn Lập như quỷ mị thoáng hiện ra, ngăn cản đường đi, nhanh hơn Khúc Lân không biết bao nhiêu lần. Sắc mặt Khúc Lân kinh hãi, lập tức cuồng hống một tiếng, hai chân trước hóa thành hai đạo lưu quang màu vàng, bổ xuống đầu Hàn Lập. Sắc mặt Hàn Lập lạnh lẽo, thân hình lần nữa nhoáng một cái biến mất, sau một khắc xuất hiện bên người Khúc Lân, trên hữu quyền lượn lờ lôi quang màu vàng, như điện đảo ra, đánh vào phần eo Khúc Lân. Âm một tiếng vang thật lớn, cả người Khúc Lân bị đánh bay ra sau. Giờ phút này hai chân trước của Khúc Lân vẫn còn duy trì động tác vung xuống, mà vừa mới di động không đến nửa thước, so sánh với động tác của Hàn Lập, chậm chạp như trâu nằm bò sát. Hàn Lập giờ phút này đang thúc giục thần thông nghịch chuyển chân luân. Những năm qua khi rảnh rỗi, hắn cũng không ngừng tu luyện môn thần công này, mặc dù còn chưa đại thành nhưng cũng có thể gia tốc 20-30 lần, lại phối hợp thời gian lĩnh vực, trên phương diện tốc độ áp đảo hết thảy địch nhân. Khúc Lân mặc dù bị đánh bay ra ngoài, trên phần eo của gã hiện ra một quyền ấn thật sâu, nhưng giáp sát màu vàng trên người cũng không vỡ tan. Thật đúng là cứng rắn, Hàn Lập lầm bầm một tiếng, thân ảnh lần nữa nhoáng một cái biến mất. Lập tức xuất hiện ở một bên Khúc Lân một quyền đảo ra, lại ầm một tiếng vang thật lớn, Khúc Lân bị đánh trở về. Hàn Lập giờ phút này huyễn hóa ra trên trăm đạo tàn ảnh, như gió xoay quanh Khúc Lân, vô số quyền ảnh màu vàng phát ra thanh âm lôi bạo ù ù, xé rách không khí trùng điệp oanh kích trên người Khúc Lân. Một quyền lại một quyền nện xuống, keng 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 keng. Thân thể Khúc Lân giữa không trung bị đánh tung bay trái phải, quay tròn đảo quanh, khóe miệng chảy ra một vết máu, trong lòng kinh hãi đến cực điểm. Thân thể của gã mặc dù cứng rắn không gì sánh được, nhưng cũng có mức cực hạn. Nắm đấm Hàn Lập lại nặng kinh người, bị đánh liên tục, thân thể cũng không chịu nổi. Hết chương 1245. Nếu yêu thích chúng tôi, quý vị độc giả có thể ủng hộ bằng cách donate vào số tài khoản trên video này. Chân thành cảm tạ quý vị mạnh thường quân.